Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các loại visa Úc của công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong số thứ hai của chương trình, chúng ta sẽ tìm hiểu về visa Úc, visa diện 186, chương trình doanh nghiệp bảo lãnh. Visa Úc diện 186 là visa dành cho những ứng viên dưới 50 tuổi, được chỉ định để làm việc toàn thời gian tại Úc với vị trí công việc nằm trong danh sách tay nghề CSOL. Visa 186 là một phần trong chương trình visa thường trú chủ doanh nghiệp bảo lãnh. Khi đương đơn là người có visa 457 làm việc tại vị trí được chỉ định trong vòng 2 năm sẽ được bảo lãnh xin visa thường trú 186, sau đó có thể xin được PR. Hồ sơ và thủ tục cần thiết, hợp đồng lao động toàn thời gian cho vị trí tiếp tục đảm nhận, trong đó nêu rõ mức lương căn bản và các điều kiện và điều khoản về các mức thù lao mà người lao động nhận được. Bằng chứng thể hiện doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện và điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài, ví dụ như tuân thủ mức lương trung bình trên thị trường. Nếu công ty có lao động là công dân Úc thường trú nhân tại Úc làm việc tại vị trí tương đương, hợp đồng lao động với những nhân viên khác, phiếu trả lương bằng chứng chứng minh những người lao động đó là công dân Úc thường trú nhân tại Úc. Nếu công ty không có lao động là công dân Úc thường trú nhân tại Úc làm việc tại vị trí tương đương, bằng chứng cho thấy doanh nghiệp đã cố gắng tiến hành tuyển dụng lao động tại thị trường lao động trong vòng 12 tháng, như là bao gồm có quảng cáo tuyển dụng của doanh nghiệp cho vị trí tương đương, tham chiếu với tổ chức việc làm của chính phủ Úc. Bằng chứng về việc doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo được quy định đối với doanh nghiệp được bảo lãnh theo diện visa 457. Điều kiện đối tượng áp dụng visa du học Úc diện 186 chương trình bảo lãnh doanh nghiệp thì dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ xin visa, đã làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh tại vị trí được chỉ định theo diện visa 457 trong vòng tối thiểu 2 năm trước khi xin PR diện visa 186. Nộp hồ sơ theo đúng vị trí đã được chỉ định, vị chỉ định phải không quá 6 tháng trước khi nộp hồ sơ visa. Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 trở lên với điểm thành phần không có ban nào thấp hơn 5.0. Không cần chứng minh trình độ tiếng Anh nếu các bạn được làm việc tại vị trí có mức lương cơ bản tối thiểu 96.400 đô la Úc một năm, đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, lý lịch, tư pháp. Các bạn sẽ không cần sát hạch kỹ năng nếu đã làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh tại Úc trong 2 năm. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp visa Úc diện 186 chương trình bảo lãnh doanh nghiệp. Thứ nhất là về quyền lợi được sống ở Úc, học tập và làm việc ở Úc. Nếu dưới 18 tuổi sẽ được phép theo học trường công miễn phí, được phép tham gia Medicare, như vậy sẽ được khám chữa bệnh miễn phí. Chỉ có những người có PR hoặc quốc tịch mới được phép tham gia Medicare. Các loại visa khác không được quyền tham gia Medicare, và Medicare được chính phủ Úc trợ cấp rất nhiều. Nộp đơn xin trở thành công dân Úc nếu như người nộp đơn có đủ tư cách. Bảo lãnh người thân đủ điều kiện sang thường trú tại Úc, được phép tự do ra vào lãnh thổ Úc trong 5 năm kể từ ngày cấp visa. Sau thời gian này, quý vị cần xin cấp visa trở lại hoặc một loại visa khác để quay trở lại Úc. Thứ hai là về phần nghĩa vụ. Các bạn và gia đình các bạn cần tuân thủ tất cả các điều kiện đi kèm visa cũng như luật pháp ở Úc. Phòng nhập cảnh có thể hủy visa nếu trên thực tế trong vòng 6 tháng các bạn không làm việc cho doanh nghiệp. Ngày đầu tiên vào Úc, nếu các bạn được cấp visa khi đang ở ngoài lãnh thổ Úc, hoặc ngày visa được cấp nếu như người nộp đơn được cấp visa đang ở Úc. Phòng nhập cảnh cũng có thể hủy visa nếu các bạn trên thực tế có làm việc nhưng không làm việc được chỉ định trong đủ 2 năm. Nếu phòng nhập cảnh hủy visa, người nộp đơn có thể giải thích bằng văn bản lý do không nên hủy visa của họ. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin chi tiết về cách xét duyệt visa cũng như những hồ sơ các bạn cần chuẩn bị là gì, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc 3838 2080. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.